vậy đó. Vâng, như vậy là Sơ Luyến đã là người đầu. Alo, đề nghị bộ phận kỹ thuật phụ trách máy chiếu ngay lập tức quay trở lại hội trường. Vâng, đề nghị bộ phận kỹ thuật phụ trách máy chiếu quay trở lại hội trường để chúng ta đến với một phần giao lưu nhỏ nhỏ, còn khá nhiều. Vâng, chào anh. Sẽ là khán giả tiếp theo. Vâng, chào bạn ạ. Đánh chén đúng rồi ạ, rất chính xác. Bạn sẽ là người chơi tiếp theo sau bạn Nam này. Bây giờ sẽ là quay trở lại với 5 hồng bao còn lại. Bạn sẽ có 3 sự lựa chọn. Nếu như bạn trả lời sai tiếp lựa chọn này thì bạn sẽ không được tham gia chơi nữa. Vâng, bạn Nam kia cứ đi vòng ra lối bên cánh gà để chuẩn bị. Vâng, các bạn... Vâng, những bạn ngồi gần đây chúng tôi sẽ chuyển mic ạ. Vâng, bạn cứ ngồi đấy, ngồi đấy đợi đến lượt của mình. Vâng, bao số mấy? Mình chọn phòng nào số 3. Số 3, đây là bao cuối cùng bạn được chọn. Nếu không trả lời đúng bạn sẽ bị loại. Đây là gì ạ? Một là hai. Vâng, thằng to hơn là ai? Vâng, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Đó chính là đáp án của chúng ta. Xin chúc mừng bạn. Xin hỏi bạn tên là gì ạ? Tên là Vi. À, Vi đã chơi đế chế được bao lâu rồi? 15 rồi. Bao nhiêu ạ? 15. Gần 15 đúng không ạ? Bạn có muốn gặp gỡ được Sen Long không ạ? Có, chụp ảnh luôn ạ. À, vâng, muốn được chụp ảnh đúng không ạ? Không cần nhận quà thì cần chụp ảnh đúng không ạ? Sân khấu cho đến cuối chương trình, tôi nhớ mặt bạn và bạn sẽ được chụp ảnh cùng Sen Long. Vâng, xin chúc mừng bạn. Vâng, và một phần quà dành cho bạn. Một chiếc ba lô rất đẹp dành cho bạn. Xin chúc mừng người chơi đầu tiên. Vâng, số 5 và số 7. À, số 4 rồi ạ, số 2, số mấy? Số 7. Đây là gì ạ? Nhìn kỹ, đây là gì ạ? Nè. Đây là gì ạ? Lạc Sơn, đúng rồi. Còn gì mà phải làm? Đây là gì? Rất hay. Chém gió. Cái gì ạ? À? Chém gió. Vâng, chém gió, đó là đáp án chính xác của bạn. Xin chào, bạn tên là gì? Tên Phượng ạ. Phượng. Ồ, một cái tên thật là lạ cho một bạn nam đó. Và bạn Phượng là chơi đế chế cũng được 10 năm rồi chưa? Mình chơi ít hơn tí, tầm 8 năm. À, 8 năm ạ. Bạn có muốn được chụp ảnh cùng với các game thủ Trung Quốc hay không? Mình rất sẵn sàng. Vâng, vậy bạn sẽ nán lại nhá. Những bạn trả lời đúng và tham gia trò chơi hôm nay sẽ được có cơ hội chụp ảnh cùng ban tổ chức và các game thủ Trung Quốc trong chiều nay hoặc buổi chiều ngày mai tại nhà văn hóa. Nếu như mà chiều nay diễn ra muộn quá thì chúng ta sẽ sang bên nhà văn hóa. Vâng, xin cảm ơn bạn và một phần quà dành cho bạn. Vâng, đủ 3 câu rồi ạ. Bạn ấy vừa trả lời hộ một câu. Vâng, và các bạn chuyển giúp tôi xuống một chiếc mũ bảo hiểm Protect sẽ bảo vệ cho bạn trong quá trình di chuyển trên đường. Cho tôi xin lại chiếc mic ạ. Vâng, tôi cần một người hỗ trợ để chạy giúp tôi chiếc mic này. Vâng, xin mời bạn, một cộng tác viên của... Chọn tôi người chơi tiếp theo. Xin mời ông bạn số 5, đây là gì? Đây là gì? Xin mời bạn ạ.
cân bằng rất chính xác. Vâng, chuyển mic giúp cho bạn ấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với slide số 4. Và anh Kép ra chuyển sang số 4 rồi thôi ạ. Và hồng ba slide số 4. Chúng ta tiếp tục lại có 7 hồng bao nữa. Vâng, tôi sẽ xem thời gian cho còn bao nhiêu lâu nữa. Vâng, chúng ta sẽ còn 9 phút nữa để chơi trò chơi. Hồng bao bạn chọn là số mấy? Số 1 đi. Số 1. Đây là gì ạ? 10, 9, 8, bạn chọn 7, 6, bạn có tiếp tục đưa ra đáp án? 5, cờ tướng 4, 3, vâng, cờ bạc, vâng, cờ. Một người các bạn đánh cờ đọc được là cờ bạc. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn các bạn. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hồng bao tiếp theo bạn chọn là hồng bao nào? Số 2 đi. Số 2, đây là gì ạ? Là chị dậu ạ. Thì rất là nhiều bạn nam thích. Vâng, xin hỏi tên là gì? Sơn là đang học hay đang đi làm rồi? Đang học năm cuối. Và bạn hôm nay là một nhiếp ảnh gia đến tham gia thực tập cho chương trình. Chỉ là chụp ảnh để update trên đài sóng gió thôi. À vâng, xin chúc mừng bạn và bạn cũng sẽ có cơ hội chụp ảnh cùng với các game thủ của đoàn Trung Quốc. Và bạn giữ giúp tôi chiếc mic và một phần quà nữa dành cho bạn ấy. Dạ ơi. Vâng, một chiếc tai nghe Bluetooth dành cho bạn với một câu trả lời xuất sắc. Chị Dậu. Hồng bao tiếp theo, số 3. Cái này khó lắm, tớ không nhớ nó là gì nữa. Có một cái cửa, một cái đồng hồ, một cái đầu. Vâng, xin mời bạn. Không phải, thế cái cửa, cái đồng hồ vứt đi đâu. Và bên này, mơ hồ. Thế cái cửa này làm gì ạ? Thế cái thời gian là chỉ 8 giờ là gì ạ? Vâng, xin mời bạn ạ. Cửa sổ tâm hồn. Câu hỏi rất khó đấy. Cánh cửa thời gian. Vâng, xin mời bạn ạ. Cửa sổ thời gian. Cửa chính như chúng ta cần theo đáp án. Đầu tư. Vâng, xin mời. Chúng ta đến với đáp án của chương trình đó là gì ạ? Số 3, xin lỗi các bạn, là một câu trả lời vô cùng khó. Cái chương trình đấy đó dừng phát sóng rồi. Đây là gì ạ? Một con rùa già đang... Nhiều bạn nói là ninja rùa đúng không ạ? Vâng, bạn thấy là hai khách sạn rồi đây ạ. Vâng, xin lỗi bạn. Vâng, xin mời bạn. Vâng, bạn ạ. Linda. Đúng rồi, không đúng rồi, vâng, xin mời bạn. Cái gì ạ? Vô quy. Đáp án có được chấp nhận đây các bạn? Vâng, trước khi đến đáp án chương trình thì cần thêm một đáp án bổ trợ nữa. Vâng, xin mời một cánh tay khác, vâng, xin mời bạn. Lễ vô quy là chúng ta sẽ đến với đáp án. Nhìn kỹ. Là cái gì? Đây, tiếp tục là cái gì ạ? Vâng, xin mời bạn. Thiếu tá. Vâng, xin mời bạn đứng lên và lựa chọn tiếp. À vâng, còn mỗi số 6, số 7 đúng không? Số 6 luôn đi. Nhìn kỹ đây. Khó lắm đấy, tớ cũng nhớ ra là cái gì đó. Là gì ạ? Cái gì ạ? Thiên Nga. Thiên Nga, chính xác ạ. Bạn ấy thật sự là thông minh. Số 7. 1 cộng 1 bằng mấy? Cộng chính xác. Đó là đáp án cực kỳ tuyệt vời. Và một phần quà. Vâng, tôi sẽ chọn giúp bạn. Và một phần quà đặc biệt. Vâng, phần quà này thì gồm 2 phần quà cộng lại. Vì bạn ấy trả lời cực kỳ xuất sắc. Một chiếc mũ bảo hiểm và một chiếc áo mưa. Hy vọng rằng buổi chiều nay không mưa. Bởi vì bạn ấy sẽ không phải sử dụng phần quà này trong chiều hôm nay. Vâng, xin chúc mừng bạn. Vâng, chúng ta sẽ đến với thời gian với vòng tay. Vâng, xin mời bạn. Vòng hoa. Có đúng không ạ? Vâng, thêm một đáp án nữa nha bạn. Cứ giữ nguyên đáp án của bạn nhá. Vâng, bên này ạ.
Bát Hòa nha, tiếp hai bạn nữa nha. Cô bạn bên tay trái nha. Và xin mời bạn ạ. Bạn hãy chuyển cho tôi micro xuống cho bạn nam đó. Tiếp tục này, bạn chọn là bao số mấy? Số 4. Cái gì đấy ạ? Cái này rất là hay. Anh biết thật sự. Đó là sủa, anh là sáng sủa. À, vâng, là sáng thì sủa, gọi là sáng sủa. Vâng, xin chúc mừng bạn, một phần quà dành cho bạn. Có bạn nào cho tôi biết là bạn tên là gì ạ? Viên của Clan Hà Nội. Vâng ạ, Clan Hà Nội. Vâng, bạn nghĩ rằng chim sẻ đi nắng có đăng quang được trong mùa giải này không ạ? À, em tin vào tôi đi đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn và một phần quà nữa là cho bạn. Em ơi, mang Cú Long hỏi mày vé đâu kìa. Đây là sau trận đấu. Hôm nay mày hôm qua tôi gặp người ăn cơm, bảo thoại là không ăn đâu. Đây là cái chim sau trận đấu với PP. Trong thể loại trong trận bán kết. Trong trận bán kết solo ăn đầm và chim sẻ hai trận đấu với tỷ số 3-0 trong một trận đấu. Vâng, đây là những game thủ của đoàn A về Trung Quốc, đội sang Trung Quốc. Tôi đầu tiên của đoàn A Trung Quốc là phải loại đồng bố gia đình. Chuyên nhau với bạn, người đứng ngoài cùng là Sơ Luyến, bên cạnh là Sang Long, cạnh nữa là Hà. Vâng, bây giờ tôi sẽ mời chuyên dịch viên ạ. Vâng, xin mời chuyên dịch viên. Vâng, và sau đây đội tuyển chủ nhà Việt Nam sẽ có món quà tặng lại cho đoàn AV Trung Quốc. Vâng, như vậy là đại diện cho Trung Quốc. Và đây là chiếc cúp nhiệm của giải đấu AVTV Lenovo 2011. Chúng ta hãy cùng cho hai đội chuẩn bị bước vào trận chung kết của chàng trai Tào Vũ. Trường hợp như vậy, xin báo cho các quy định như trên vé và giấy mời. Khán giả
hành lý, ba lô, túi sách các loại cần được đảm bảo vệ của gia đình. Các tuổi trẻ chân thành cảm ơn. Thôi đây, chung kết thì phải là nó ngại bắt tay với chú, chú phải bắt tay với nó. Mày đấy, bây giờ mày hỏi yêu sách là biết không? Kéo đưa vào sao?